Thương chào các em học sinh khối 8 trường trung học cơ sở Chu Văn An. Trong tiết học trực tuyến này, cô sẽ hướng dẫn các em tiết tập làm văn ôn tập về luận điểm. Bài giúp các em nắm vững hơn nữa khái niệm luận điểm, tránh những sự hiểu lầm mà các em thường mắc phải như là lẫn lộn luận điểm với các vấn đề cần nghị luận, hoặc coi luận điểm là một bộ phận của vấn đề cần nghị luận. À, giúp các em thấy rõ hơn mối quan hệ giữa luận điểm với các vấn đề nghị luận và giữa các luận điểm với nhau trong một bài văn nghị luận. Các em mở sách giáo khoa, ta tìm hiểu phần 1 la mã khái niệm luận điểm qua bài tập 1-2 trang 73. Bài tập số 1 yêu cầu các em lựa chọn câu trả lời đúng cho khái niệm về luận điểm. Câu A. Luận điểm là vấn đề được đưa ra giải quyết trong bài văn nghị luận. Câu B, luận điểm là một phần của vấn đề được đưa ra để giải quyết trong bài văn nghị luận. Câu C, luận điểm là những tư tưởng quan điểm chủ trương cơ bản mà người viết, người nói nêu ra trong bài văn nghị luận. Các em sẽ chọn câu nào là đáp án? Muốn hiểu thấu đáo bài tập 1 thì cô và các em sẽ quay lại cách lập luận của bài Hịch tướng sĩ. Bài hịch này có một vấn đề lớn mà Trần Quốc Tuấn đưa ra đó là khích lệ lòng bất khuất, quyết chiến quyết thắng, kẻ thù xâm lược. Như vậy muốn giải quyết vấn đề này có hiệu quả, tác động đến ba quân tướng sĩ thì ông đã viết bài bằng cách lập luận bốn vấn đề nhỏ hơn. Vấn đề 1 được giải quyết làm rõ bằng một luận điểm. Vấn đề 2 được làm rõ bằng hai luận điểm như vậy ta thấy vấn đề luôn luôn lớn hơn luận điểm bởi vì vấn đề là một câu hỏi đặt ra trước lý trí của con người thúc giục con người phải tìm rõ lời giải đáp còn luận điểm là tư tưởng là suy nghĩ là quan điểm được người viết đưa ra để giải đáp cho câu hỏi giúp cho lý trí được thông suốt Vậy ở bài tập 1 này ta chọn câu nào các em? À, đó là câu C. Luận điểm là những tư tưởng, quan điểm, chủ trương cơ bản mà người viết, người nói nêu ra trong văn nghị luận. Chứ luận điểm không thể nào là vấn đề, cũng không thể nào là một phần của vấn đề được đưa ra trong bài văn nghị luận nhé các em. Ta sang bài tập số 2 trong phần tìm hiểu khái niệm luận điểm. Hệ thống luận điểm trong bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta đã được ghi rõ trên bảng rồi. Nhiệm vụ của các em là chọn luận điểm đúng để điền vào cột bên. Luận điểm nào được gọi là luận điểm chính, luận điểm nào được gọi là luận điểm phụ. À vậy chúng ta thấy rồi đó. Trong bài văn nghị luận thì luận điểm là một hệ thống. Có luận điểm chính và có luận điểm phụ. Luận điểm chính thì dùng làm kết luận hay là làm cái đích của bài viết, còn luận điểm phụ thì dùng làm luận điểm xuất phát hay người ta gọi là luận điểm mở rộng. Bài tập 2b Sách giáo khoa: một bạn cho rằng chiếu dời đô của lý cung uẩn gồm có hai luận điểm: luận điểm 1 là lý do cần phải dời đô, luận điểm 2 là lý do có thể coi thành đại la là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Bây giờ ta nhớ lại kiến thức cũ của hệ thống luận điểm bài chiếu dời đô của Lý Công Uẩn. Luận điểm 1 là nêu gương sử sách làm tiền đề. Luận điểm 2 là phê phán hai nhà đinh lê không dời đô nên số phận ngắn ngủi. Còn luận điểm 3 là thành đại la xứng đáng là kinh đô bậc nhất của đế vương muôn đời. Bây giờ theo các em thì hệ thống luận điểm nào là ý kiến, suy nghĩ, tư tưởng của người viết? Luận điểm của bạn gái hay là luận điểm của hệ thống trong bài chiếu dời đô? À, vậy các em thấy không? Như vậy, hệ thống luận điểm trong bài chiếu dời đô của Lý Công Uẩn mới là ý kiến, suy nghĩ, quan điểm của người viết. Còn luận điểm của một bạn trong sách giáo khoa thì đó chỉ là những vấn đề chứ không phải là luận điểm. Như vậy là xác định luận điểm của bạn trong sách giáo khoa là không đúng nha các em bởi vì nó là vấn đề chứ không phải là luận điểm. Cô và các em đi vào phần 2 La Mã, mối quan hệ giữa luận điểm với Cô và các em đi vào phần 2 La Mã, mối quan hệ giữa luận điểm với vấn đề cần bàn trong bài văn nghị luận. Muốn biết mối quan hệ này thì chúng ta sẽ thực hiện giải hai bài tập. 1, 2 trong sách giáo khoa. Đầu tiên, bài 1A. Thế thì sách giáo khoa hỏi, vấn đề đặt ra trong bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta là gì? Đó là vấn đề tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Về hệ thống luận điểm thì chúng ta đã nhắc ở phần 1 La Mã gồm có luận điểm chính và luận điểm phụ bây giờ sách giáo khoa yêu cầu bỏ hết tất cả các luận điểm chính và hai luận điểm phụ kia đi bây giờ chỉ còn một luận điểm thôi đồng bào ta ngày nay có lòng yêu nước nồng nàn như vậy theo các em chỉ một luận điểm phụ này thôi có đủ để làm sáng tỏ vấn đề hay không à, các em thấy đó chắc chắn là không thể nào làm sáng tỏ được vấn đề đó là tinh thần yêu nước của nhân dân ta trong bài 1B, Lý Công uẩn chỉ đưa ra một luận điểm thôi. Các triều đình trước đã nhiều lần thay đổi kinh đô. Các em so sánh với hệ thống luận điểm của bài. Ta thấy, nếu chỉ có một luận điểm thì Lý Công uẩn không thể thuyết phục được nhân dân và các quan lại thực hiện việc dời đô phải không các em? Như vậy Bài tập 1 rút cho các em cái kết luận gì về mối quan hệ giữa luận điểm và vấn đề. Muốn vấn đề được sáng rõ thì đòi hỏi luận điểm phải đầy đủ, chính xác và rõ ràng. Cô và các em sang phần 3 la mã, mối quan hệ giữa các luận điểm trong bài văn nghị luận. Tìm hiểu phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua hai bài tập trong sách giáo khoa. Các em đọc kỹ hai bài tập này nhé. Bây giờ ta đi vào bài tập số 1. Đề bài yêu cầu chúng ta sẽ chọn một hệ thống luận điểm trong hai hệ thống. Chắc chắn là cô và các em sẽ chọn cái hệ thống thứ nhất phải không? Như vậy tại sao chúng ta không chọn cái hệ thống thứ hai? Thì chúng ta sẽ phân tích rõ nha. Trong hệ thống 2 này thì luận điểm nào chưa có chính xác? Luận điểm A và B chưa chính xác. Vì không thể chỉ đổi mới phương pháp là kết quả học tập sẽ được nâng cao, nhưng cũng không phải vì đòi hỏi phải thường xuyên thay đổi cái phương pháp học tập nếu không có lý do chính đáng. Luận điểm nào chưa phù hợp với vấn đề? À đó là luận điểm C. Tại sao? Tại vì chưa chăm học và nói chuyện riêng đều không phải là khuyết điểm